Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Suốt một thời gian dài, thông tin về sư thầy treo cổ tự tử tại phòng riêng ở chùa Quang Minh đã gây xôn xao, chấn động dư luận. Khắp làng trên xóm dưới, người dân bàn tán xôn xao về cái chết và đời sống trụy lạc của sư thầy này. Múa hát, chơi bời, thậm chí là sử dụng ma túy đá. Tất cả đã nói lên mặt trái đầy dơ bẩn ngấm ngầm trong lòng xã hội, trong một môi trường tôn kính thiêng liêng. Vậy chi tiết vụ việc này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Sự việc chấn động giới Phật tử gây hoang mang dư luận này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân cả nước. Ngay lập tức, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Đại đức Thích Thanh Huy, sinh năm 1975, thế danh là Trần Trọng Hòa, trụ trì chùa Quang Minh ở thôn Mạc Giá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tử vong trong chùa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 7, một số Phật tử của chùa Quang Minh đến lễ Phật thì phát hiện ra cửa phòng riêng của thầy Thích Thanh Huy bị khóa trái. Nghi vấn có chuyện chẳng lành nên đã thông báo tới công an xã Minh Tân. Sau khi phá cửa, đến cả lực lượng chức năng còn phải hoảng hốt bất ngờ vì phát hiện ra thầy Huy đã tử vong trong phòng ngủ, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Đặc biệt có thể thấy, nơi cổ nạn nhân phát hiện có vết rãnh hẳn, phía trên chỗ nạn nhân nằm có một dây ni lông, một đầu buộc vào thanh gỗ trên trần nhà, một đầu dây buông. Theo công an xã Minh Tân, thời điểm kiểm tra, đồ đạc trong phòng không có sự xáo trộn. Ngoài ra còn có một giấy viết tay ghi lại các khoản nợ nần của sư thầy được viết từ ngày 3 tháng 7 và những món quà mà thầy đóng túi sẵn, trên đó có viết tên người nhận. Cũng chính từ những thông tin trên mà nhiều sự thật động trời mới được hé lộ. Nhiều người dân thôn Mạc Giá cho biết đã phát hiện ra lối sống không lành mạnh của vị tu hành này cách đây hơn một năm nhưng mà không ai dám nói. Một Phật tử hay làm công quả tại chùa Quang Minh cho biết, nhiều lần quét dọn phát hiện thấy bơm kim tiêm đã qua sử dụng, phòng riêng của Đại Đức Thích Thanh Huy luôn cửa đóng then cài, dù vị này không đi đâu khỏi chùa. Còn một số người dân sống gần chùa cho biết, thường có nhiều nam thanh niên nhuộm tóc, ăn mặc sành điệu cải trong làng và từ nơi khác đến chùa nhưng mà không để lễ Phật. Trước ngày phát hiện sư thầy tự tử ít hôm, có khoảng 6 gia đình kéo đến chùa tìm con, họ phát hiện ra con em họ đã dùng ma túy đá trong phòng riêng của sư thầy Huy. Ông Nguyễn Đức Văn, 51 tuổi, nhà ở trước cửa chùa cho biết, gia đình đã từng vay giúp sư Huy 100 triệu đồng với lãi suất 2,5% một tháng. Đó là lúc một số người đến chùa đòi nợ sư Huy tiền cánh cửa nhà thờ tổ. Thấy cảnh hai bên lời qua tiếng lại, người ta lăng mạ, đe dọa sư Huy, nên vợ chồng tôi động lòng, nói chuyện với sư Huy để đi vay giúp. Chúng tôi bàn giao tiền cho nhà chùa, đều có giấy tờ và sự chứng kiến, ký cam kết của sư Huy và ban quản nhang. 4 tháng đầu, sư Huy có mang tiền để tôi trả lãi cho họ, nhưng mà nhà tôi phải bù vào 1,5 triệu đồng mới đủ. Ông Văn nói và cho biết, trước đó sư Huy đã từng vay từ 5 đến 10 triệu đồng, nhưng đã trả đầy đủ. Trao đổi với phóng viên, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của thầy Thích Thanh Huy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vị sư này chơi bời nhiều dẫn đến nợ nần rồi tự tử. Thầy Huy trước đây từng ở Nam Định, sau đó được bổ nhiệm làm trụ trì ở chùa Quang Minh, Nam Sách, Hải Dương. Tuy nhiên, trong thời gian làm trụ trì tại chùa, thầy Huy hoàn toàn không tham gia các hoạt động từ thiện và sinh hoạt theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Hòa thượng Thích Quảng Tùng nói. Trước thông tin lực lượng chức năng có phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy đá và một túi nghi là ma túy đá tại hiện trường, Hòa thượng Thích Quảng Tùng khẳng định sự việc đó là thật. Trong thời gian làm sư trụ trì ở chùa Quang Minh, sư thầy Thích Thanh Huy không hề tụ tập mà chỉ lên đồng, múa hát và chơi bời. Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, do không tham gia sinh hoạt và nằm ngoài sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, nên việc thầy Huy có sử dụng ma túy đá hay không, ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh không hề hay biết. Sau đó thì sư trụ trì Thích Thanh Huy đã được an táng tại vườn chùa theo nguyện vọng vào sáng cùng ngày. Trước mắt, do đang thiếu người nên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương chưa bổ nhiệm trụ trì chùa để thay thế vị trí của sư thầy Thích Thanh Huy. Được biết, sư trụ trì Huy quê ở thành phố Hồ Chí Minh đã từng thuê người chụp ảnh chân dung và lập sẵn bàn thờ chính mình ngay trong phòng riêng. Thậm chí trước đó vào tháng 6, sư thầy đã từng tự tử nhưng được các Phật tử phát hiện kịp thời. Trong lần quyết định ra tay này, sư Huy có viết thư tuyệt mệnh trên 7 tờ giấy, ghi cụ thể một số người cho vay tiền với số tiền khá lớn. Vị sư này không muốn mổ tử thi sau khi chết do chủ động tự tử, đồng thời mong mọi người bỏ qua nợ nần và tỏ lời sám hối, mong mọi người tha thứ vì không giữ được đạo trong thời gian qua.
Thượng tá Khang nói và cho biết đang chỉ đạo tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan. Tiếp theo là một vụ việc gây chấn động không kém. Nhà sư trộm chuông chùa, sau đó còn tàng trữ chất ma túy. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi. Mới đây, người dân thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thành Miện, tỉnh Hải Dương xôn xao khi mà chiếc chuông cổ hơn 100 năm tuổi tại chùa Phổ Long không cánh mà bay. Sau khi trình báo lên cơ quan chức năng, thủ phạm lấy cắp chiếc chuông chùa nhanh chóng lộ diện. Không ai xa lạ mà chính là sư thầy trụ trì chùa Phổ Long, Nguyễn Quốc Bằng, sinh năm 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần. Theo khai nhận của Nguyễn Quốc Bằng tại cơ quan công an, dù đã trụ trì chùa Phổ Long được hơn 10 năm, nhưng do ham chơi, nhà sư thường xuyên tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy với các con nghiện ở địa phương. Vào ngày 13 tháng 6, do không có tiền để thỏa mãn cơn nghiện, Bằng đã lấy trộm chuông đồng ở chùa bán cho Đinh Bá Dũng, sinh năm 1987, ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hành nghề bói toán với giá 10 triệu đồng. Sau khi bán chuông, ngày 22 tháng 6, Nguyễn Quốc Bằng bị công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một túi ni lông chứa chất bột màu trắng trọng lượng hơn 5 gram và hơn 10 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc trên được phát hiện, rất nhiều tăng ni, Phật tử và nhân dân trong xã đã tập trung đến chùa, yêu cầu nhà chùa làm rõ sự việc. Nhiều người bức xúc trước sự việc và yêu cầu chính quyền trục xuất vị trụ trì kia ra khỏi chùa. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết, sự việc xảy ra là một việc khá là hy hữu. Nói là hy hữu bởi vì chuyện người ngoài hay là đối tượng xấu vào các chùa trộm cắp tài sản là chuyện có xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, chính trụ trì ngôi chùa mà lại thông đồng bán chuông chùa để đi tiêu xài cá nhân thì quả thực là một việc khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn, ông Long nói. Đây cũng là bài học trong công tác quản lý nhà nước đối với chúng tôi, đặc biệt với công tác quản lý các cổ vật trong các di tích lịch sử. Có thể thấy là trụ trì nhà chùa được nhân dân địa phương tôn trọng, quý mến, việc lớn việc nhỏ trong làng đều đến xin ý kiến. Tuy nhiên, nhiều nhà sư không giữ được phẩm chất đạo đức, tha hóa biến chất, lợi dụng nơi cửa Phật bình an thực hiện các hành vi phạm pháp. Liên quan đến những biểu hiện lệch lạc của các nhà sư thời gian qua, việc các nhà sư sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản là vi phạm nghiêm trọng giáo luật nhà Phật, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đối với sư trụ trì chùa Phổ Long Nguyễn Quốc Bằng là hội viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương có hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm vào 4 giới trọng không. Vào sáng ngày 26 tháng 6, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương làm việc với cơ quan chức năng để xác định vi phạm, căn cứ vào kết quả điều tra để xem xét đưa ông Nguyễn Quốc Bằng, pháp hiệu Thích Thanh Thuần ra khỏi giới tu hành. Cũng theo Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, việc các nhà sư vi phạm giới luật là rất đáng tiếc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tốt đẹp, những cống hiến cao quý của giới tu hành. Thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ hệ thống các nhà sư trong chùa để thanh lọc những nhà sư biến thái, mất chất, chấn chỉnh lối sống trái giáo lý, giáo luật của một số ít nhà tu hành, góp phần làm sáng tỏ những điều tốt đẹp, điều thiện của tôn giáo mà họ là thành viên xây dựng lối sống tốt đời đẹp đạo. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!